Đây là con đường được gia đình bà Nguyễn Thị Thái, xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên sử dụng từ mấy chục năm nay để làm nơi đi lại. Năm 2018, bà Thái đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ngọc, hộ khẩu thường trú tại xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, toàn bộ nhà cửa, đất đai bao gồm thửa đất số 218, tờ bản đồ số 19, diện tích 200 m² đất ở, thửa số 77, tờ bản đồ 19, diện tích trên 2000 m² đất trồng cây lâu năm. Từ khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà Ngọc đã quản lý, sử dụng ổn định, đồng thời cho gia đình bà Thái mượn lại để làm nơi sinh sống. Tháng 4 năm 2020, bà Ngọc có ý định chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên cho một người khác thì bị một hộ gia đình có đất liền kề với các thửa đất mà gia đình bà đã nhận chuyển nhượng, nhận con đường đi trên là của hộ gia đình đó. Để đòi lại diện tích đất gia đình bà Ngọc hiện đang sử dụng làm lối đi, hộ gia đình liền kề đó đã tiến hành quây rào tôn lên con đường này. Việc làm trên đã gây nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng đất của gia đình bà Ngọc. Bức xúc trước sự việc trên, bà Ngọc đã có đơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị giải quyết. Chị Thái bán cho tôi. Bán cho tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là có thổ cư thì phải có nhà, phải có đường. Vậy đến khi tôi mới, đến năm 2020 vừa rồi thì tôi không ở nữa, tôi muốn chuyển nhượng sang người khác thì anh Phạm Bách Thắng, anh lại giữ là cái con đường tôi đi từ trước đến giờ, anh bảo là đường đấy là đường của nhà anh ấy, anh không cho tôi đi. Và đồng thời nữa là tôi tìm hiểu được biết rằng là khi tôi biết rằng là nhà tôi có nhà ở mà tôi trực tiếp nhà chị Thái phải đổi thổ cư thì đương nhiên là phải có đường. Thì xã có giải hòa cho tôi và đi theo rìa mép đường tàu. Thì thực ra là đường rìa mép đường tàu thì người ta lại bảo rằng là lên làm việc với xã lại bảo rằng là ghi là không được đổ đường này, không được đi này, không được làm bất kể gì trên cái rìa mép đường tàu đấy. Tôi kính mong tất cả các cấp chính quyền bảo vệ cho chúng tôi là có con đường đi vào nhà. Bên cạnh việc có ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giải quyết dứt điểm việc có liên quan đến con đường nói trên, bà Nguyễn Thị Ngọc còn đề nghị được trả lời, làm rõ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ liền kề trùng lên con đường gia đình bà hiện đang sử dụng và việc miễn giảm thuế đối với gia đình bà Nguyễn Thị Thái, chủ cũ của các thửa đất nói trên. Bà Ngọc cho rằng gia đình bà Thái thuộc diện hộ nghèo phải được miễn giảm thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi chỉ hiểu được rằng là nguồn gốc đất nếu được cấp, bất kể nguồn gốc đất nào thì phải nhà ở liên thông bằng 25 rồi mới được cấp đất 400 mét đất thổ cư và bằng 1 mét đất vườn. Nhưng thực tế ra trên khu vực này là chỉ mỗi nhà chị Thái thôi. Là tôi mua của nhà chị Thái là nhà của tôi. Là bằng 25 rồi là đều là chỉ có mỗi là nhà tôi thôi. Còn bên kia là đến 20 tháng 10 vừa rồi thì anh Thắng mới xây cái nhà tôn lên. Kính mong tất cả các cấp chính quyền trả lời cho tôi biết là tại sao nhà anh Thắng lại được cấp thổ cư 400 mét và bao nhiêu nghìn mét đất vườn như thế. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên được biết, quá trình tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Ngọc và hộ gia đình liền kề. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải, hộ gia đình liền kề với gia đình bà Ngọc và những người có liên quan không đến và có đơn xin vắng mặt. Buổi hòa giải không thành. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 2773 gửi Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm về việc kiểm tra giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã có văn bản số 264 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo trả lời đơn của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc. Theo đó, căn cứ việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thửa đất số 77 và thửa đất số 218, tờ bản đồ số 19, xóm 8, xã Sơn Cẩm cho thấy bà Nguyễn Thị Ngọc hiện vẫn sử dụng con đường cũ mà trước đây bà Nguyễn Thị Thái sử dụng trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối chiếu với bản đồ địa chính đo đạc năm 2000, xác định một phần con đường nằm trên thửa đất số 215. Tờ bản đồ số 19, diện tích gần 3000 m² đất ở và đất trồng cây lâu năm nhưng không được thể hiện là đường trên bản đồ xã Sơn Cẩm đo đạc năm 2000. Thửa đất 215 này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ liền kề với thửa đất gia đình bà Ngọc nhận chuyển nhượng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm không có cơ sở giải quyết phần diện tích đường đi nói trên.
Với cái nhiệm vụ chức năng của lãnh đạo chính quyền địa phương thì qua kiểm tra xác minh cũng như là qua kiểm tra thực tế về mặt hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của nhà nước thì là không có con đường đi qua miếng đất mảnh đất của gia đình nhà anh Phạm Bách Thắng, mà chị Ngọc cho rằng là có con đường. Thì đối với chức năng nhiệm vụ của địa phương thì chúng tôi đã giải quyết theo đúng thẩm quyền và theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công và được giao nhiệm vụ. Đối với nội dung đề nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa số 215 và việc không miễn giảm thuế khi thực hiện quy trình chuyển đổi mục đích đối với bà Thái, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm khẳng định đây là hai nội dung mới được bà Ngọc đề nghị làm rõ. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục nghiên cứu và trả lời bà Ngọc trong thời gian tới.